Vâng, Sở Đồ Gỗ Tuấn Long xin kính chào tất cả các quý khách. Xưởng em chuyên sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội ngoại thất, địa chỉ làng nghề đồ gỗ Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Bác nào ở gần thì có thể qua trực tiếp xưởng em tham quan, ngồi uống nước, anh em mình gặp nhau và chọn cho mình những sản phẩm ưng ý về cho gia đình. Và số điện thoại của em là 0961263533. Bác nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại em nhé. Và ngay sau đây là em xin giới thiệu với toàn thể bà con cô bác bộ bàn ghế phòng khách mẫu nghê đỉnh, nghê bảo đỉnh, chất liệu bằng gỗ võ. Bộ này là em làm theo đơn đặt hàng của anh Bình ở Quảng Ninh. Bộ này là bộ cột 14, chân 14, tay 14. Và hàng cực kỳ này dày dặn nhá. Khuôn tranh 4 ván 2, vách là vách của em là vách 2 phân rưỡi, đục cực kỳ sâu và sắc nét. Đầu tiên em xin giới thiệu với tất cả mọi người chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài này của em kích thước là 2m3 củ vỉ và cao là 1m55. Khuôn tranh cực kỳ dày này, khuôn tranh 4 ván 2 các bác nhá. Đấy, khuôn tranh cực kỳ dày này. Khuôn tranh tiền là đục toàn bộ yếm chạy cong hết các bác anh. Bộ này bộ 3 tầng cổ chỉ đây, sen dẹo, hai lượt sen dẹo luôn các bác nhá. Sen dẹo yếm và sen dẹo chỉ đều có đây. Đây nghề đây các bác ơi, nghề rất là có thần, phong thủy tài lộc, sức khỏe bình an. Còn nghề cực kỳ là sắc nét đấy các bác này. Cột 14 nên rất là to à. Cột 14 nha các bác nhé, cực kỳ là to à. Khung vách của em là làm 6 phân các bác nhé. Đây, nghề vách trong là em đục tam sư vần cầu này, vách giữa này, hai bên là hai chúng nghề, toàn bộ lượt chạy gấm này, xung quanh cực kỳ là chi tiết, đục kéo cực kỳ là sắc nét và rất là tốn nhiều công các bác nhé. Trên đỉnh là chúng nghe ôm quả cầu rồi, nghe cực kỳ là có thần. Hai bên là hai phượng đang bay. Và đây em xin nhắc lại cột 14 này, tay 14, chân 14, toàn dài 2m3, cao 1m5, sâu của bì là 76 rồi các bạn ạ. Cột 14 nên bọn em làm rất là to, làm theo đơn đặt hàng của anh Bình. Đây, tiếp theo là hai chiếc ghế đơn này của em kích thước là 1m1, cao cũng là 1m5, và vách có đục tam sư vần cầu, chân đỉnh là 2 nghê. Đây đằng sau em cũng đục một lượt nha các bạn nhé, đục hai mặt cực kỳ là sắc nét. Chiếc bàn lớn của em đây, chiếc bàn lớn của em là ván đục tứ linh long lân quy phụng, trưng cho 4 con vật linh thiêng nhất, kết hợp giữa trời và đất, nước nửa. Đấy, hai bên đều có ngăn kéo bàn này, kéo ra kéo vào để che thuốc đo tiện lợi phòng khách nhà mình này. Bàn này kích thước của em là dài 1m67, rộng 87 nhá, rất là to. Tiếp theo là chiếc đôn cao, đôn cao của em cũng đục là tứ linh. Đôn này là kích thước là 65 x 45, toàn bộ là khung tranh 4 ván 2, yếm lọng thủng hết. Đây, yếm lọng thủng rất là tốn công này các bạn này. Cuối cùng là chiếc đôn ngồi của em kích thước là 45 x 45. Tổng bộ sản phẩm này chiếm khoảng độ
12m2 phòng khách nha các bác. Phòng khách nhà các bác nào từ 20 đến 30m2 trở lên thì kê rất là tuyệt vời. Các nào thấy đẹp hay thấy thích bộ này thì bình luận hoặc là cho em một lượt like, hoặc liên hệ số điện thoại của em 0961263533. Em tư vấn rõ hơn, hoặc là các bác nào gần thì có thể qua trực tiếp xưởng em ở làng nghề Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội tham quan cũng như là xem hàng, chọn hàng ra đến chân. Hàng của em ở ngoài xưởng rất là nhiều, cứ về đây thích hàng thì có hàng đấy, giá rất là bình dân, từ 7 triệu đồng trở lên đến vài trăm triệu cũng có. Em xin nhắc lại bộ sản phẩm này, bộ nghe đấy, nghe bảo định chất liệu bằng gỗ có đỏ của Nam Phi. Bộ này là còn 14, hàng 14, toàn bộ 14 hết các bác, cột tay chân 14 hết, hàng khuôn tranh dày, ván dày. Giá của bộ sản phẩm này bên em đang chào bán với giá 65 triệu đồng. Bạn nào thích hoặc gợi ý thì liên hệ xưởng của Tuấn Long, số điện thoại đây trên màn hình, hoặc kết bạn Zalo em. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể mọi người đã ủng hộ xưởng em suốt thời gian vừa qua. Mong các bác cho em một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh, có động lực phát triển cơ sở mình hơn nữa, phục vụ bà con trên cả nước được tận tình chu đáo hơn. Sau bộ chiếc đàn dài đục tứ diện các bác, rất là đẹp luôn, bộ này làm lên cho anh Bình quá đẹp luôn rồi. Bạn nào thích bộ đẹp như này như này em nhé. Em xin kết thúc video ở đây, em xin chào tất cả các bác, hẹn các bác một ngày sớm nhất.